Cái bầu nhà mình đây. Lớn vẫn chưa đi học à? Hà Nà ăn sáng chưa con? Em làm gì em để vào trong gì? Cái này để làm giống nha bà con. Cái giống gì đâu mà bự dữ vậy nè, nhìn đã chưa? Cây mướp này có bộ, cây bầu là ok. Cây bầu thì thấy có vẻ được, còn cây mướp thì thấy quải quá. Để có con trái hay trái gì đi. Hôm qua có cái bông đực mà không thấy bông cái, cho nên không có gieo giống được. Một cây bầu và một cây mướp. Ôi, cây bầu 2,5 gang luôn. Sắp tới mùa thu rồi, mình điểm danh cây nha. Đây là cây rau gì quên tiêu rồi. Rau đắng nè. Mồng tơi, rau lan. Rau lan, mồng tơi. Ớt. Hai cái ớt làm đây. Thêm cái ớt nữa. Đầy vườn luôn. Không ăn cây nó già luôn.